Mô hình hợp tác xã kiểu mới đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các hợp tác xã. Cũng bởi vậy mà trong thời gian qua, nhiều hợp tác xã đã tận dụng tốt cơ hội phát triển kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao. Hôm nay, nhân vật trải nghiệm của chương trình về tìm hiểu mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan. Bố ơi, cháu thấy ở đây đất rất là tơi xốp vậy ạ? Thì không biết là chất đất đây là chất đất gì ạ? Hợp tác xã nhận làm cái rau an toàn ấy, ngay cái bước đầu tiên ấy, các chú phải xử lý đất, vãi vôi, tháo nước vào và ngâm ủ khoảng 15-20 ngày. Lúc đó các chú mới đưa các loại rau vào để canh tác. Ngoài cái việc xử lý đất thì cái nguồn nước cũng rất quan trọng. Nguồn nước ở đây các chú lấy từ hồ Yên Quang mà được Chi cục Bảo vệ thực vật kiểm nghiệm. Khi đảm bảo được tiêu chuẩn thì các chú mới đưa vào sản xuất. Thấy không, đã xử lý đất tốt ấy, thì dòng cây rau là rất tốt. Mà khi cây rau lên mà có cỏ thì đây các chú dùng toàn bằng tay rổ cỏ hết, nên là cây rau rất là đẹp. Trong trường hợp mà rau bị sâu bệnh thì các chú sẽ dùng kỹ thuật nào để triệt để cái rau mà bị sâu bệnh ấy? Thì ở đây các chú, bởi vì là các chú làm rau sạch nghe chưa, nên là các chú dùng toàn bộ thuốc sinh học thôi để phun cho rau. Đối với các loại phân bón ấy ạ, thì ở đây các chú sẽ dùng bằng các loại phân bón gì ạ? Làm rau an toàn này chủ yếu các chú dùng toàn bằng phân vi sinh hết, vừa đảm bảo an toàn vừa đảm bảo cái chất lượng của rau chứ không ảnh hưởng mình đến người tiêu dùng đâu. Cô ơi, ở đây thì cháu thấy là cà như thế này thì được thu hoạch đúng không ạ? Vậy thì những cái quả vàng mà bị vàng rồi thì mình sẽ để làm gì ạ? Quả này thì các cô hái về các cô làm giống thôi, bỏ ra lấy hạt để phơi, để lứa sau lại để rồng. Cháu thấy ở trên những cái cây này ạ thì vẫn có hoa, thì vậy thì bao nhiêu lâu thì cái hoa này sẽ thu hoạch được quả? Nó ra hoa phải nửa tháng không bắt đầu nó mới có quả. Cà này thu hoạch được 3-4 tháng mới hết cái trà của nó đây. Sau khi mà hợp tác xã mở ra cái quy hoạch này thì kinh tế của bà con có ổn định hơn không cô? Có ạ, nó có công ăn việc làm cho anh em thì là nó ổn định hơn. Chú ơi, cái quả mướp như thế này thì đã thu hoạch được chưa ạ? Quả mướp này là thu hoạch được rồi cháu ạ. Từ khi lúc xuống giống cho đến lúc thu hoạch là nó vào 25-30 đêm. Như quả này là vừa đến tuổi là thu hoạch được. Chú ơi, ở kia thì cháu thấy có cái lọ như thế kia. Thì không biết là cái lọ đấy để làm gì ạ? Theo cái tiêu chuẩn của rau an toàn và để đảm bảo cho cái sức khỏe cộng đồng ấy, thì các chú đã dùng cái này để thay thế cho cái phun thuốc bảo vệ thực vật, dùng thuốc bắt con côn trùng, ví dụ con ong, con ruồi nó châm những quả mướp này nó hỏng để. Sau khi rau thu hoạch về, các chú sẽ đưa vào cái khu sơ chế đây, sẽ sơ chế và loại bỏ những cái cây cỏ hoặc là những cái quả nó xấu. Sau đó sẽ đưa vào cái khung đoạn đóng gói. Vậy thì hợp tác xã của mình đã được thành lập bao nhiêu lâu rồi ạ? Hợp tác xã của mình là được thành lập từ năm 2015. Cái mục đích chính đầu tiên là vẫn là phục vụ sản xuất nông nghiệp cho bà con, đưa các mô hình về để cho bà con sản xuất thay thế vào những cái cây mà nó không có hiệu quả, tạo điều kiện nâng cao cái thu nhập cho bà con. Rau, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Ninh Bình với diện tích 5 hectare, phân bố tại huyện Nho Quan, sản lượng khoảng hơn 100 tấn trên một năm, tiêu thụ tại tỉnh Ninh Bình.